Hello tất cả em nha, và chào bạn em đã quay trở lại với video của mình là Tino đây. Và chào bạn em đã quay trở lại với cái series mà mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giá án mình muốn gửi cho anh em, nên mình sẽ gửi cho anh em một bài về mắt thêm đất nha. Mình thấy là các bạn xem mình đánh thêm đất cũng rất là nhiều, vì vậy mà mình sẽ tiếp tục làm cái series về những một bài ở format này nha. Những một bài về mới nhất, mạnh nhất thì mình cũng đã review hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm những một bài mà cũ cũ đi. Tất nhiên thì mình chắc chắn sẽ ăn hành rồi và rất khó để có thể chiến thắng, nhưng mà mình vẫn đang đến cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất, vì vậy mà mình sẽ làm những thêm đất này. Và đầu tiên sẽ là về thêm đất Hidden Moon nha. Cái điểm qua nhân vật chính chúng ta là này, và chúng ta sử dụng 24 lá Pokemon, 16 lá trainer và 20 lá năng lượng. Số Pokemon rất nhiều, số năng lượng cũng rất nhiều, vì vậy mà tỷ lệ brick cũng rất cao. Ôi cái đất này chỉ có 5 lá supporter thôi à, hơi toang. 5 lá supporter sao đủ xài các bạn. Mấy đích mới nhất thì mười mấy lá supporter lận. Hơi toang. Có Mimikyu giúp nó bóc bài này, cũng vậy là có chú cốc với cái cũng mạnh. Em này thì chỉ làm cho đối thủ bị bọc bóng thôi, thấy nó rất là cùi. Nhà thì put down theo số Pokemon giết mộ đối phương cũng không mạnh lắm. Hay là chúng ta bốc 3 lá. 126 thường nó như Pokemon active đối thủ là Pokemon tiến hóa. Nhầm, basic chứ. Đấy, dù chủ lực chúng ta là em này, mua vị đầu tiên thì gây 46 thương tương ứng với mỗi năng lượng tâm linh đến Pokemon này. Mua vị 2 thì 136 thương và di chuyển tất cả năng lượng từ Pokemon này sang một Pokemon nó ban để bằng muốn. Còn con này nó cũng chả liên quan gì tới cái đích luôn à, bỏ vào làm gì ta. Con này thì đầu tư hai năng lượng cho nó thì thật sự không đáng lắm nhỉ. Ok, chúng ta còn bắt đầu công cuộc ăn hành nè. một đích thì dắt đấu à. Em vịt này thì cũng khá là mạnh đấy, đích mới mà, đích mới luôn luôn mạnh. Chúng ta đất cũ chắc chắn chúng ta cùi bóc rồi. Bài mình thật sự không đẹp lắm, bridge rồi. Bài này bridge cái chắc rồi. Hơi buồn. Con family à, nói chung là chúng ta vẫn an toàn. An toàn ít nhất là phải 3 tên lận. Không, 1, 2, 3, đúng rồi, 3 tên. Đối xử sẽ gọi Pokemon Basic và đặt xuống ban. Mô biểu chúng ta thì làm cho đối thủ ngủ. À, vẫn tiếp tục brick này. Đấy, các bạn thấy đấy, những cái đất như này rất là khó để win. Nói thua ngủ rồi, rất là may mắn. Nói thua không thể sử dụng đòn đánh được, phải switch. Chứ không thì thua không đánh được. Ờ, đối thủ quyết định hệ Sakit này. Sakit và lá. Cái cỏ đấy. Đối thủ sử dụng Spectre rồi. Nhìn nó thủ xài đồ kìa. Mình méo có gì để xài luôn. Mấy đích thêm đích cũ nó vậy đấy, nó cùi. Ở đây có em này cũng ok. Tiếp tục ngủ rồi. Ngứa. Ngứa thiệt luôn các bạn ơi, chết rồi. Chúng ta vẫn an toàn. Hy vọng lấy được em stay 2 là mình vui rồi. Có thể các bạn thấy sức mạnh của em nó như thế nào rồi. Chứ mà để win thì rất là khó. Rất là chuối luôn. À, đối thủ cũng bóc bài. Rút số này sử dụng con kia để bóc bài. Làm đối thủ ngủ tiếp thôi.
Lại ngứa kìa, hên thế. Cái sân chúng ta thì giúp cho Pomon Sakit à, là rút lui giảm 2 à. Rút lui giảm retreat là 2. Đúng không? Pomon là có đính năng lượng bóng bóng tối hoặc là Sakit thì rút lui sẽ được giảm 2 retreat. Tôi chuẩn bị lên được em Gladian Surface rồi. Chuẩn bị mình ăn hành rồi các bạn ơi. Cái gì bất toàn năng lượng vậy? Ngủ đi bạn ơi. Úp. Trời ơi, ngựa chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đối thủ sẽ lên đánh mình. À, may mà đối thủ đang là thế thủ đấy. Đối thủ mà công liên tục từ những cái tên đầu là mình thua lâu rồi. Nhìn bài đối thủ bốc kìa. Mình còn 42 lá, đối thủ còn 26 lá. Bởi các bạn thấy sự khác biệt giữa thêm đích mới và thêm đích cũ đấy. Nó như thế nào đấy. Đối thủ không đến vào Gladian Surface. Đối thủ vẫn muốn tiếp tục bốc bài. Gì đây? Toàn cho những con gì gì không ấy. Đấy, phải ngủ như vậy chứ. Mình câu giờ mình bốc bài. Ôi cắt chờ, ai 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 ai, đất thuộc của Pomon cắt cắt chờ à, chết chết. Đừng. Đừng bất keeper hay là không biết. Đất thuộc có bất keeper hay là gì đó không nhờ, mình không nhớ lắm. Nhưng mà đối thủ bắt mình lên thì mình vẫn retreat được. Bip rồi. Đối thủ có switch là mình toan đấy. Đừng 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 bạn ơi, đừng đừng, hên quá. Chúng ta vẫn an toàn. À. Rút luôn cái đã. Tiếp tục là cho đối thủ ngủ thôi. Ngựa. Không ngựa, hiền quá. Mình nói ngựa để cho nó úp thôi. Tôi bắt à. Đừng có ngựa luôn nha bạn. Bằng hên là hên vừa thôi. Trời ơi. Đối thủ là đối thủ switch rồi. Oh no. Tính ra ấy, cái em này đam rất to, 1.8 luôn. Em Luna lao ông ta chắc chắn chết rồi. Ồ. Hơi khó đây. Bài bà rất chán quá, chả biết làm gì luôn. Chờ lên được em Lunala đánh lần được 103 hoặc là 106. 106 mới knock out được. Mình knock out xong thì mình lại bị đối thủ knock out lại bế các em. Gladian Surface đam to quá, đam 108 luôn. Lunala mình nhớ là 106 hoặc 107 thôi. Ba ngựa luôn. Đối thủ hên thế. Gì lên bài chán thế nhờ. Đấy bài không có lá supporter nào. Đánh rất là chán luôn. Thêm đích cũ là nó vậy đấy. 5 lá supporter. Và chỉ có hai cái em Beware để chúng ta bóc thêm 6 lá. Tính là bằng 2 lá hop đấy. Đừng 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 ngứa cái nào. Ôi ngứa rồi. Nè. Giờ chỉ đặt bóng lên cho đối thủ đấm thôi. Oh no. Vẫn chưa lên này.
hơi bực mình đây. Mình phải giữ em này để cho có gì lên được cái dạng xây một em nói thì nó giúp chúng ta bốc bài. Đánh gì mà một lượt bốc được lá xong hết lượt chán. Đừng lại ngửa rồi. Đối thủ không có lần nào up 3 lần nhờ. Hay thế không biết. Cái gì vậy đó? Bây giờ lấy cái em mình không liên quan cái gì hết luôn, cái đất luôn. Một thêm đất cũ còn sắp xếp những em gì gì đâu không. Bực mình thế nhờ. Đó, đến được 4 năng lượng, lên được stage 1 rồi. Ví dụ như là bị đánh chết xong rồi không lên được stage 2, mình buồn luôn. Hay quá. Đừng có ngỡ lần nào. Rồi lại ngỡ rồi. Cái lá quyết định của chúng ta. Gì đấy? À. Đấy, các bạn thấy đấy. Chịu đấm ăn xôi về mà đến cuối trận vẫn không lên được stage 2. Rất là buồn. Chúng ta đi trước đấy. Một đất nó à, không, đất này có đối thủ có thể đánh được ban này. Ồ. Mình cũng mệt đây. Win. Chúng ta thua rồi, chắc chắn chúng ta đi sau chắc chắn luôn. Ấy mà đi trước à? Hên thế. Rồi lần này có bài có vẻ đẹp nhưng mà không có basic. Sao cho mình cái lá Energy Loto làm gì ta? Thiếu năng lượng đâu tím. Gibble active à? Không phải. Lần này cho mình tầng 2 lá supporter luôn, rất là nhiều. Này đi. Nếu thử sử dụng movie đầu tiên ấy thì mình sẽ được lấy lại. Còn đấy lấy lại supporter chỉ cho mộ thì mình lên tay mình vì mình copy chưa có đối thủ mà. Đối thủ sử dụng movie 2 thì mình không đánh được. Oh no. Bài xích. Giờ lần này nhiều supporter thế. Nó khó hiểu. Nhưng mà không tấn công được. À. Đất thì hệ bọc, hệ thịt tâm linh mà cho năng lượng lửa. Hơi bực mình. Sao lại được gì không? Đó, lại năng lượng lửa. Đây 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 rồi. Nhưng mà toàn năng lượng lửa thế này thì hơi bực mình nha. Cho năng lượng circuit thì bạn. Đây toàn lại lên lửa á. Gì vậy? Đấy phải vậy chứ. Lucario này là có ability là nếu có Garchomp trên sân ấy thì đối thủ sẽ được lấy một lá đặt lên tay. Rồi bây giờ mình đánh đối thủ thôi. Nhìn nhìn mai giờ được rồi. Một vị đầu tiên đánh theo số năng lượng Sakit đến vào Lunala. Rồi đặt em này lên để thí. Để cố gắng tiến hóa em Garchomp lên đúng rồi, Gibble lên lên. Gibble, Garbage. Garbage lên lên Garchomp. Tham bón được ngứa không? Ngứa đấy phải được cái chứ. Lấy em này để chúng ta bốc thêm bài này, bốc ba lá. Sakit năng lượng
Đấy. Theo mình thấy thì có vẻ đối thủ cũng Brit. Đấy. Đánh mấy cái deck cũ là nó vậy đấy các bạn. Đối thủ lên được mà không có năng lượng. Mình cứ vậy mà đánh thôi. Đến năng lượng của em này, nếu mà active đối thủ là basic ấy, thì đem đam em này là 120. Còn nếu như Pokemon tiến hóa thì đam 60. Ở đối thủ ngứa rồi. Ngứa thì sẽ phủ nhận tất cả đam nhận vào Riolu này. Nếu vậy thì Squid là mấy kia vào giúp và bóc bài bằng em đó. Nếu thủ tiếp tục mặc ngửa thì mình lại tiếp tục bóc bài. Đấy, chắc là thủ ngửa hoài đúng không? Nó lại ngửa kìa. Bóc thêm bài nhưng mà bài mình cũng không có gì tốt cả. Đối thủ có năng lượng đến vào Gachomp thì mình rất là áp lực nha. Đấy, hết ngứa rồi này. Bây giờ mình lên đánh đối thủ thôi. Quyết định tầng. Em này thì Reddit free, vì vậy mà đối thủ vẫn có thể đẩy em khác lên được. Chúng ta win rồi. Hai trăm hai, rất là to luôn. Ok, video review một bài hai đền môn của mình đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bài này như thế nào? Theo mình thì nó thật sự không nên đáng mua đâu. Nếu các bạn có lỡ mua rồi ấy, thì đánh tạm để mà mua thêm deck mới đi. Đấy, nhìn thấy deck mới thì mình cũng đã có review chi tiết về deck nào mạnh, deck nào yếu rồi. Vì vậy mà các bạn cứ đánh để mà theo kịp cái meta thôi. Đấy. Ok, review về video review bài hai đền môn của mình đến đây kết thúc rồi. Và cảm thấy video này như thế nào? Bài này như thế nào? Đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Mình nhớ like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất và đăng kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.